Sống trong một thế giới đầy biến động, không ai chưa từng chịu nỗi tổn thương sâu sắc. Đâu là nguyên nhân thực sự của vấn đề này? Và thời trang có phải là phương thuốc thần kỳ chữa lành cho các bạn? Và đây là trải bài chia sẻ cho các bạn về cung bậc cảm xúc này. Vốn biết đây là quy luật tất yếu của cuộc sống vô thường, nhưng chúng ta phải biết được đâu là cái nỗi đau của mình, từ đó chúng ta biết được mà sống an nhiên và hạnh phúc. Và đây là trải bài dành cho các bạn. Và mình xin biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài, và xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Mong các bạn tiếp nhận trải bài một cách cởi mở và tích cực nhất. Hy vọng các bạn sẽ thoát ra khỏi những tổn thương về mặt thể chất và tinh thần. Đầu tiên các bạn có lá bài 10 gậy. Lá bài thứ hai, các bạn sẽ có lá bài trong bộ kiếm, đó chính là một kiếm. Và kế tiếp, các bạn sẽ có một lá bài cho kết quả của việc này là gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có một lá bài phục ẩn chính. Các bạn có lá cư sĩ ẩn dực. Lá bài đầu tiên đại diện cho năng lượng tổn thương của bạn là gì? Ở đây các bạn có lá 10 gậy. Hình ảnh một người ôm đờ 10 cái gậy trên lưng, đi miệt mài mà không thấy cái đường đích của mình ở đâu hết, chứng tỏ là các bạn tổn thương sâu sắc nhất chính là gánh nặng và trách nhiệm. Bạn có bao giờ tự hỏi là con đường mình đi tiếp là đường gì rồi? Mình sẽ đến đâu? Mục tiêu cuộc đời cho mình là cái gì? Và bạn có cảm thấy là có kiệt sức lắm không? Mà bạn có bị lạc đường không? Bạn có thấy là mình đang bị quá sức và chịu trách nhiệm những cái việc mà khiến cho bạn có thể đổ quỵ ngay lập tức, chưa kịp đến đích luôn? Bạn có thấy mình đang bị cố gắng quá nhiều cho trách nhiệm của ai đó, những cái thứ mà không thuộc về bạn, rồi bạn quên đi luôn cái mục tiêu phải làm gì? Bạn quên đi là mình cũng cần phải được yêu và được trân trọng. Khi lá bài này xuất hiện, chứng tỏ cái tổn thương nó đang cho bạn sự đi xuống, một kết thúc không mấy tốt đẹp như mong muốn của bạn trong tất cả một việc của vấn đề. Và lá 10 gậy này xuất hiện, chứng tỏ tinh thần cảm xúc tư tưởng của bạn đang bị một hoặc nhiều thế lực khống chế. Thời điểm này, bạn cảm thấy bạn chán nản, tuyệt vọng và cần sự quan tâm và có ai đó đi tin tưởng và chia sẻ. Bạn đã quá hao tâm tổn sức để chứng minh tình cảm với đối phương, và bạn tiếp tục làm, bạn sẽ bị tổn thương nhiều hơn thôi. Bởi vì bạn đang ôm quá nhiều gánh nặng, khiến cho bạn gặp toàn những người cao ngạo xem bạn không ra gì hết, mà không biết chăm sóc bản thân của mình. Và tóm gọn lại, một câu duy nhất cho cái tổn thương của bạn đó chính là gì? Đó chính là các bạn đang xa lầy trong cái việc sống cho người khác, sống trách nhiệm và ôm đờm nó cho những cái mục đích, cho cảm xúc và tình yêu của người khác mà không phải chính bạn. Chịu trách nhiệm cho những thứ không thuộc về bạn, không thuộc về ước mơ và mục tiêu của chính bạn. Có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao bạn lại sống vì người khác và những thứ không thuộc về mình? Rồi bạn có nghĩ là bản thân bạn cần gì và muốn gì không? Bởi vì nếu như bản thân bạn không biết yêu thương mình thì làm sao bạn biết yêu thương người khác được? Bạn có làm 10 chuyện đi chăng nữa, người ta sẽ không xem bạn giá trị gì đâu, bởi vì chính bạn chưa làm được cho bạn mà. Và lá bài là một lời dấu hiệu cảnh báo rất lớn cho bạn về câu hỏi là bạn đã làm gì cho bản thân mình? Bạn sống vì mình hay là sống vì người khác? Bạn biết bạn muốn gì và cần gì trong cuộc sống này chưa? Hãy dành trả lời câu hỏi này cho vũ trụ nha bạn. Lá bài thứ hai đại diện cho nguyên nhân của tổn thương này là gì? Các bạn có lá một kiếm. Thì lá một kiếm này nó nói lên một cái vấn đề là các bạn thay vì giải quyết xung đột, tiếp xúc, đối mặt trực tiếp với nó, thì bạn lại tự tách mình ra để đánh giá những cái vấn đề đó. Mà bạn lại mang một năng lượng của sự lo lắng và sợ hãi, chứ không phải mang năng lượng là chữa lành, mang năng lượng yêu thương. Đối với bạn, cái gì bạn cũng sợ, cái gì bạn cũng lo lắng, mà lo lắng mà lại ham làm nữa mới ác chứ. Thích làm đủ thứ hết, muốn làm đủ thứ, đam mê nhiều thứ lắm, muốn làm nhiều thiệt là nhiều luôn, nhưng lại sợ, lại lo lắng, khiến cho bạn là cứ lưng chừng, không có gì nữa ra cái gì hết. Và nguyên nhân đến từ cái tính cách biệt lập của bạn,
có xu hướng hay đánh giá phán xét người khác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rồi bạn lại mang cái thái độ phán xét này vào trong với mối quan hệ. Nói cách khác, bạn không có muốn chuyện này nó sẽ diễn ra đâu, nhưng bởi vì mình sống bằng lý trí, mình thích phán xét, thành ra mình cái gì mình cũng phán xét hết. Vô tình mình làm gãy đổ mối quan hệ, vô tình mình làm hư bột hư đường mà mình không biết. Thực sự bạn vô tội, bạn không hề cố ý làm những cái việc này đâu. Và nó đến từ đâu? Nó đến từ cái sự thông minh tháo giác lanh lợi của bạn. Bạn nghĩ là mình đủ sức để mình kinh nghiệm, mình xử lý tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thực chất, bạn chưa có kinh nghiệm gì hết. Và đôi khi bạn có một thái độ tự mãn và tự cao về bản thân của mình, không có khiêm tốn trong cái việc sự nhận được giúp đỡ người khác về mọi mặt. Nó dẫn đến bạn có một cái tâm lý là muốn vượt trội, muốn nổi bật hơn trong tất cả những việc bạn gặp phải, muốn nổi bật trong gia đình, muốn nổi bật trong công việc, và cũng muốn nổi bật qua mặt người yêu mình luôn. Cái này là cái tính háo thắng có được từ cái lá mục kiếm này. Và thêm một nguyên nhân nữa là bạn hay thổi phồng lên mọi chuyện. Cái chuyện đó nó không có đến nỗi vậy, bạn lúc nào cũng phóng đại lên rất nhiều. Bạn vội vã làm, bạn vội vã yêu, rồi bạn vội vã đánh mất đi những mối quan hệ tốt đẹp. Bởi vì mình chưa có suy nghĩ cẩn thận khi bước vào mối quan hệ, cái nguồn năng lượng tự tin của mình khiến cho người ta yêu bạn, nhưng nó cũng chính là cái thứ khiến cho người ta lìa xa bạn. Bởi vì bạn không có xấu, bạn tốt, bạn biết là bạn yêu, nhưng mà đôi khi những lời nói của bạn làm tổn thương bằng chính hành động vô tâm của mình. Những câu nói nhiều khi vô tình làm người ta khổ bạn không biết. Hãy xem xét lại những cái hành động, những lời nói vô tâm của bạn có làm tổn thương ai đó trong cuộc sống này không? Hình như lúc này mình đang được nhận năng lượng qua cái việc là chữa tổn thương hay sao á. Thì ở đây chúng ta sẽ có lá bài cho giải pháp của việc này. Các bạn có lá tu sĩ ẩn dật ra ngược. Khi lá bài này xuất hiện, nó muốn cho các bạn có một cuộc sống trầm lặng hơn. Bạn phải rời bỏ tất cả những cái mối quan hệ luôn. Lúc này bạn mong là mình khám phá được bản thân của mình đến tận cùng của góc khuất tâm hồn. Bởi vì bạn thấy là bây giờ mình sống vậy hoài đâu có được. Mình để trải nghiệm cuộc sống mình cứ lăn ngực trên cái vũ trụ này, cứ vòng lặp tới lặp lui cũng y chang vậy, tại sao mình không khác đi? Tại vì mình phải sống khác đi nó mới khác, và bạn cũng cảm nhận ra cái việc này rất là nhiều rồi. Và việc bạn chọn cách sống đơn độc như vậy, nó giúp cho bạn quan sát và học hỏi lại từ thế giới. Sự yên lặng này giúp cho bạn thấy là mình cần phải làm gì. Và ở đây, bạn phát triển được cái việc là bạn học quan sát. Thật ra cái quan sát này giúp cho bạn thu hút điều tốt đến cho bạn. Nhưng mà điều bạn cần nhất là bạn phải đón nhận những cái việc bất như ý đã xảy ra đối với mình. Mà phải đón nhận 100% nha các bạn. Bởi vì khi bạn đón nhận 100% như vậy á, bạn sẽ không còn có tâm lý phản kháng lại những cái việc đó. Giống như là tôi chấp nhận cái việc người đó bỏ tôi đi, thì bạn thấy khi mình đón nhận cái chuyện đó rồi, ở đợt có sao đâu, nó có xấu cũng không sao hết. Bản thân tôi chấp nhận cái chuyện đó thì có bỏ tôi cũng được. Hoặc là bây giờ tôi thất bại, tôi mất hết tiền của, tôi đón nhận cái việc đó, tôi mất tiền rồi, thì đã sao? Tôi đã mất rồi mà. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn cách sống cho mình tiếp theo. Các bạn có một cái quy luật power, chính là cái khả năng mình lựa chọn cách sống cho mình. Nên tại sao mình hay có một câu nói là hãy lựa chọn điều như ý cho mình. Tức là mình lựa chọn cái hướng khác, cái sự tích cực. Nếu như cái việc bất như ý xảy ra, người ta làm đau khổ bạn, bạn đứng đó thì bạn đau khổ hoài, mãi mãi không có thoát ra được. Vì bạn đâu có đón nhận mà bạn cứ kháng cự. Bạn càng kháng cự thì cái việc đó càng diễn ra. Bây giờ mình làm gì? Mình không đứng đó nữa, mình đi hướng khác. À, làm tổn thương tôi phải không? Tôi chọn đi hướng khác. Tôi chọn cái vui hơn, tôi chọn cái hạnh phúc hơn để tôi đi. Tại sao mình ở đó chi bạn? Bạn khổ là khi bạn chấp nhận ở cái đau khổ đó thôi. Còn khi bạn chịu bỏ đi chỗ khác thì hết khổ. Đơn giản vậy thôi. Mình đón nhận cái việc đó, sau đó mình chuyển cái sự chú ý mình qua cái chuyện khác.
Nhưng mà mình chú ý chuyện gì mới được, mình mới thay đổi được cái vòng lặp này, cái tổn thương này, thì chúng ta phải chú ý cái điều tích cực, cái điều hạnh phúc cho mình. Sau khi các bạn đã biết buông dần thôi chức những việc không cần thiết, thì bây giờ chúng ta phải lựa chọn và chú ý đến những việc mình mong muốn, những việc làm sao để cho mình hạnh phúc, làm sao để cho mình an vui, làm sao để cho mình có tình yêu, và thay đổi cái quan điểm mình về cái đau khổ đó. Trong cái xấu nó có cái tốt nha các bạn. Nếu không nhờ cái xấu đó thì làm sao bạn biết được người đó là người xấu? Mà không nhờ cái xấu đó thì làm sao bạn phát triển bản thân? Không nhờ cái xấu đó thì làm sao bạn chịu nhìn lại mình? Những cái gì đến chúng ta đều có nhân duyên, đều có nghiệp quả, và nó có bài học trong đó hết. Và thông điệp sẽ gửi đến bạn cái phương pháp để bạn có thể thoát ra cái việc này. Đó chính là số 1, các bạn đón nhận cái việc này 100%. Khi bạn đón nhận nó, sự phản kháng sẽ không còn đau khổ. Điều số 2, bạn chuyển hướng cái suy nghĩ của mình về cái việc đó. Mình không còn suy nghĩ đó là điều tiêu cực. Mình nói trong cái việc đó nó giúp cho các bạn được cái gì? Bạn lợi gì trong cái việc đó? Và chúng ta chọn cái hướng khác chúng ta đi. Và điều thứ 3, là khi chúng ta đã quyết định ra đi theo cái hướng khác rồi, cái lựa chọn nằm ở mình, thì các bạn phải lựa chọn điều tích cực, lựa chọn điều như ý, và chỉ chú ý đến cái việc mình mong muốn chứ không phải là cái việc người ta muốn. Bởi vì cái tổn thương của các bạn là các bạn sống cho cuộc đời người ta, bạn sống cho cảm xúc người khác, bạn sống cho việc làm của người khác. Bây giờ là lúc bạn sống cho bạn sống cho cái cuộc sống, mục tiêu và ước mơ của chính mình. Đây là tất cả những gì thông điệp trải bài muốn gửi với các bạn. Và trải bài chiều nay sẽ là những cái thông điệp họ muốn gửi đến bạn là gì. Cái người mà làm tổn thương bạn á, và thông điệp vũ trụ gửi đến bạn là gì luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn chiều nay ha.